Đây chúng con xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi và cùng nhau chúng ta cùng nhau chưng lặng để chưng ơn Chúa Thánh Thần ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con lại với nhau trong giờ học này. Chúa đã trao cho chúng con có cơ hội được học tập, được tiếp thu kiến thức, hầu có thể sống đời thánh hiến cách tốt đẹp hơn. Giờ đây, chúng con bắt đầu một buổi học mới, cũng là một mô-đun mới. Xin Ngài ban Thánh Thần xuống trên tất cả chúng con, đặc biệt là trên Thầy giảng viên. Xin cho trí, mở lòng để chúng con được thấm nhuần tinh thần của Chúa, tiếp thu những kiến thức mới với tâm tình biết ơn. Nhờ đó, tất cả chúng con biết đem những gì mình học hỏi được mà sống và thực hành sao cho đẹp ý Chúa. Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin Ngài đến trong muôn người. Nguyện xin bằng lửa cháy nước trần thế trên đường ngay, để mọi người luôn luôn kết thân cùng chia sẻ trong tình thương, để mọi người luôn luôn dấn thân làm nhân chứng cho tin mừng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cộng đoàn thanh tịnh Quán Thánh Gia Thủ Đức. Vậy là không để làm mất thời gian của mọi người nữa, thì có lẽ là xin mời ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay, xin mời thầy Công Văn ạ. Cảm ơn Đức Tài, cảm ơn tất cả mọi người. Ở trong khung chat thì thầy có viết là bốn ca sĩ hát hay quá, hát cầu nguyện hay quá. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Tuyển ở Mến Thánh Giá Thủ Đức. Không biết là ở bên mình có nghe rõ không ạ? Dạ hơi nhỏ ạ. Dạ nghe rõ. Vâng ạ, xin chờ con một chút để điều chỉnh lại. Dạ không biết là bên mình có nghe được rõ không ạ? Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Con xin chào tất cả mọi người một lần nữa. Rất là lâu rồi con chờ đợi, rất là lâu rồi hôm nay mới có dịp được ngồi để nói chuyện cùng với tất cả mọi người ở đây. Anh Đức Tài thì anh hay đưa con lên để làm bia lắm ạ. Thế là anh hay giới thiệu với con mà con đang mắc chứng ái kỷ, cho nên là nếu mà gặp những cái lời giới thiệu như vậy thì có lẽ con sẽ vui ạ. Con đang tập để bớt cái chứng ái kỷ của mình lại ạ. Dạ đùa vui chút thôi ạ. Hôm nay thì chúng ta đang bước qua một cái chuyên đề mới sau hai chuyên đề mà chúng ta đã trải qua hôm ngày đầu tiên. Chuyên đề đầu tiên đó là đứa trẻ nội tâm, và chuyên đề thứ hai đó là dòng chảy nhân văn hiện sinh và đời sống cộng đoàn. Và đề tài mà chúng ta bước vào ngày đầu tiên hôm nay đó là đề tài về phân tâm học theo Sigmund Freud. Và có lẽ là mọi người đã từng nghe đến chữ phân tâm học rồi đúng không ạ? Xin mọi người, nếu chúng ta đã nghe đến từ này rồi, xin mọi người gọi số 1 vào khung chat ạ. Và nếu chưa thì chúng ta sẽ gọi số 0 ạ. Cụm từ phân tâm học ạ, mình đã nghe bao giờ chưa? Nếu có xin vui lòng ghi số 1 ạ. Và chưa vui lòng ghi số 0 ạ. Dạ, xin cảm ơn mọi người ạ. Hầu hết là số 1 ạ, hầu hết là chúng ta đã nghe đến từ ngữ phân tâm học rồi ạ. Vậy thì bây giờ thêm một câu hỏi nữa.
đó là mọi người hiểu như thế nào về từ phân tâm học? Theo phân tâm học có nghĩa là gì ạ? Mình có thể viết một cách ngắn gọn trong chat được không ạ? Dạ, mình nghĩ như thế, mình quan điểm của mình hoặc là mình biết gì về phân tâm học, một định nghĩa thật là ngắn gọn ạ. Như thế nào gọi là phân tâm học hoặc phân tâm học là gì ạ? Càng ngắn gọn càng tốt ạ. Dạ vô thức. Dạ có sơ thanh cho là vô thức. Dạ còn ý kiến nào khác hoặc 3 tầng nhân cách. Dạ là một ngành của tâm lý. Dạ, đúng rồi ạ, tại vì mình đang nói về chuyên đề tâm lý ạ. Rồi còn gì nữa không ạ? Hoặc là chúng ta có thể ai đó bật mic và chia sẻ mình hiểu như thế nào về phân tâm học. Phân tâm học là gì ạ? Mình cần một định nghĩa đầu tiên đề cập đến vấn đề tâm lý, vấn đề vô thức, tiềm thức và ý thức. Dạ từ học viện từ các sơ Thủ Đức. Tâm lý liên quan đến tính dục. Các sơ ở học viện Huế cho rằng đó là cái chuyên đề nói về tâm lý tính dục. Còn gì khác không ạ? Dạ xin được cảm ơn tất cả chia sẻ của tất cả mọi người. Những cái đóng góp của mình, những chia sẻ của mình trong khung chat này nó gần như là một phần liên quan đến phân tâm học, và có thể là chúng ta không sai cũng không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà chúng ta đang đề cập những cái góc cạnh liên quan đến phân tâm học. Và thì trước khi đi vào cái nội dung, có người chia sẻ đó là giấc mơ ạ. Dạ giấc mơ. Đây cũng là một phần liên quan đến lý thuyết của Sigmund Freud và những nhà phân tâm học khác kế cận ạ. Và chúng ta cần có một cái hiểu chung và ngắn gọn liên quan đến phân tâm học. Và có lẽ nói đến từ ngữ phân tâm học có thể một số người cảm thấy hơi hoang mang một chút, hơi cảm thấy lùng bùng lỗ tai một chút chẳng hạn vậy. Mình cũng chưa thể hình dung được cái nội hàm của nó là gì. Và chúng ta nếu liên hệ đến triết học, chắc chắn là các sơ đang đi học triết học đúng không ạ? Hoặc là chúng ta đã học xong lâu rồi. Và chúng ta cũng không quên đến một cái giai đoạn triết học gọi là giai đoạn triết học. Các sơ còn nhớ liên hệ gì không ạ? Đó là giai đoạn triết học cổ đại. Và đó là cái thời điểm mà mình sẽ nhắc đến một vài nhân vật đặc biệt, đó là Plato và Aristotle. Thì Aristotle và Plato đóng góp như thế nào cho cái nền triết học của nhân loại, thì chúng ta cũng có thể liên hệ đến nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, đó là Sigmund Freud. Và chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào gọi là phân tâm học. Thì theo từ ngữ của tiếng Anh nó có từ gọi là psychoanalysis, và trong này nó có hai cái biểu từ. Thứ nhất đó là psycho có nghĩa là tâm lý, và analysis có nghĩa là phân tích. Và cái từ psychoanalysis nó có nghĩa là phân tích tâm lý. Và cái từ phân tâm học nó có thể hiểu là phân tâm học có nghĩa là phân tích về tâm lý học, phân tích về tâm lý, một ngành khoa học nghiên cứu phân tích về tâm lý. Dạ đơn giản như vậy thôi ạ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu họ nghiên cứu cái gì, liên quan đến điều gì. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi và nói chuyện với nhau ạ. Và lúc nãy trong phần tin nhắn thì có một số sơ đã đề cập đến rồi. Ví dụ như là nghiên cứu đến tầng vô thức, hay là nghiên cứu đến các cái hoạt động của tâm trí, các cái tầng của tâm trí, tiềm thức, vô thức, ý thức vân vân, hoặc là liên quan đến giấc mơ, hoặc liên quan đến tính dục vân vân. Mình sẽ bàn những vấn đề này trong cái chuyên đề của mình. Và mình sẽ đi xa hơn một chút, đó là những cái nghiên cứu đó, những cái tìm tòi đó ảnh hưởng như thế nào đến hành vi, đến cách ứng xử, đến lối suy nghĩ, đến lựa chọn vân vân, và trong đời sống cá nhân của mình. Và mình sẽ cố gắng tìm cái sự liên kết này. Nó không phải là một cái bộ môn khoa học nào đó xa xôi hoặc là xa lạ với mình, nhưng mà nó có thể gắn bó với mình, hoặc có thể cho mình nhìn nhận và tìm thấy một điều gì đó trong cách mình ứng xử hàng ngày và trong đời sống cộng đoàn của mình, cũng như là trong lối sống cá nhân của mình vân vân. Và đối với đề tài này thì mình sẽ cùng lần lượt đi qua 3 buổi. Buổi đầu tiên mình sẽ nghiên cứu về các lý thuyết phân tâm, các cái luận điểm căn bản của nó, các cái bản năng và các vùng tâm trí người ta sẽ vừa chia sẻ, rồi xung động vô thức. Và chúng ta sẽ đề cập đến một khía cạnh khá là quan trọng, đó là vô thức và động lực ơn gọi. Mình sẽ xem những cái vô thức của mình nó ảnh hưởng như thế nào đến động cơ lựa chọn ơn gọi của mình, và mình đang sống lựa chọn ơn gọi của mình có phải là dựa trên vô thức hay không, và điều này nó có giúp cho mình sống tròn đầy cái lựa chọn của mình được hay không. Đúng không? Và chúng ta sẽ bàn đến những vấn đề này. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ cùng trao đổi đến khái niệm
mà khi nhắc đến Sigmund Freud chúng ta sẽ không quên được, đó là khái niệm về id, khái niệm về ego và superego, và mình có thể nói một cách dễ hiểu đó là phi ngã, bản ngã và siêu ngã. Và những cái ngã này nó có đặc điểm gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến nhân cách một con người, và mình sẽ hành xử như thế nào theo các nguyên lý của siêu ngã, bản ngã và siêu ngã. Mình sẽ bàn những vấn đề này liên quan ngày thứ hai, cũng như là bạn đang sống, bạn đang chết và những vấn đề chung quanh. Đến ngày thứ ba thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một số cơ chế phòng vệ mà Sigmund Freud và Anna Freud, tức là con gái của ông, tiếp tục cái công trình này, nói đến các cơ chế phòng vệ, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem mình đang sử dụng những cơ chế phòng vệ nào thông thường trong cuộc sống cá nhân của mình và trong cuộc sống cộng đoàn của mình, và nó sẽ biểu hiện như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào trên chính cá nhân và những người xung quanh của mình, và nó mình cần nhìn nó theo một cách như thế nào, thì chúng ta sẽ bàn ở ngày thứ ba. Và những gì chúng ta trao đổi ở đây thì chúng ta sẽ không nói quá nhiều đến mặt lý thuyết, nhưng mà chúng ta đề cập đến lý thuyết với ý nghĩa rằng nó có thể mang lại một cái điều gì đó mà gắn bó với cuộc sống thực tế của mình, và đó là điều mà con sẽ cố gắng truyền tải trong 3 ngày. Và mọi người, chúng ta sẽ cố gắng để tương tác, bởi vì đây là một buổi chia sẻ chứ nó không phải là một buổi lên lớp. Xin mọi người có thể tương tác qua tin nhắn hoặc là có thể giơ tay vân vân. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào lý thuyết của Sigmund Freud thì chúng ta cần tìm hiểu xem ông này là ai, ông đến từ đâu và ông làm cái gì, đúng không ạ? Tại vì chúng ta học lý thuyết của ai chúng ta cũng phải biết được xuất xứ và nơi chốn và cái quá trình lớn lên của họ vân vân. Tại vì những cái nhà tâm lý, có phần nhiều những nhà tâm lý, nhất là những nhà tâm lý trị liệu, thì họ thường có những cái lý thuyết, họ xây dựng những lý thuyết trị liệu của họ dựa trên kinh nghiệm sống của họ. Mình lấy ví dụ như là Alfred Adler chẳng hạn, hoặc là chúng ta nói đến một nhà tâm lý nữ khác đi, cho quân bình, cho công bằng, ở đây có nam, có nữ. Chúng ta nói về nam nhiều lắm, bây giờ mình sẽ nhắc đến một nhà trị liệu tâm lý nữ, đó là Karen Honey, là một nhà tâm lý nữ, và bà xây dựng cái sự điều trị của bà dựa trên cái kinh nghiệm, và bà trải qua một cái tuổi thơ như thế nào với chồng của mình, với con của mình, với bố của mình, vân vân, và bà xây dựng nên một cái lý thuyết gọi là lý thuyết loạn thần kinh, vân vân. Và những cái lý thuyết này giúp cho bà trong việc điều trị cho những bệnh nhân bị loạn thần kinh hay là bị nhiễu tâm, mình có thể hiểu là loạn thần kinh hoặc là nhiễu tâm, và thường thì được xây dựng trên cái kinh nghiệm sống của họ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về Sigmund Freud, ông là ai. Sigmund Freud là nguyên là một bác sĩ. Chúng ta sẽ gặp khá nhiều nhà tâm lý xuất thân là một bác sĩ, thì trong đó có Sigmund Freud. Ông là một bác sĩ và là bác sĩ về thần kinh, và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển cho thuyết phân tâm học. Và khi nói đến phân tâm học thì không phải ông là cái người đẻ ra, ông không phải là cái người sản sinh ra cái ngành phân tâm học, bởi vì trước đó cũng đã có những cái lý thuyết liên quan đến mạng phân tâm học rồi, chứ không phải là của Sigmund Freud không. Nhưng mà ông là một cái người có thể nói là rửa tội cho cái phân tâm học, hay là ông là người có công để làm cho cái phân tâm học trở thành nổi tiếng. Thì đó là vai trò của Sigmund Freud. Và trong khoảng 10 năm từ năm, xin lỗi, Sigmund Freud thì ông, mình nói về xuất xứ một chút ạ. Ông sinh ra tại Freiburg, hiện tại thuộc Cộng hòa Czech, và mất tại London. Và có thể xem ông là cha đẻ của phân tâm học cổ điển. Và ông, bởi vì ông xuất thân là một nhà bác sĩ thần kinh, cho nên ông từng có một tham vọng. Mọi người có hình dung được tham vọng của ông là gì không ạ? Tham vọng của ông đó là có thể mổ xẻ và giải thích được những vấn đề về thần kinh, về vấn đề tâm lý xuyên qua ngã thần kinh. Tức là ông có một tham vọng đó là giải quyết những vấn đề về tâm lý con người ngang qua mổ xẻ thần kinh. Nhưng mà đến cuối đời thì ông từ bỏ cái tham vọng này, bởi vì đó là điều không thể. Và
Sau khi học tập ở Pháp về thì Sigmund Freud quay trở về Viên và bắt đầu công việc lâm sàng với những bệnh nhân hysteri. Ở đây các sơ có bao giờ nghe đến cái bệnh hysteri không ạ? Nếu mình đã nghe đến bệnh hysteri rồi xin có thể gõ số 1 vào chat ạ. Dạ, có rất nhiều số 1 ạ. Bệnh nhân hysteri ạ. Dạ, hầu hết là số 1 ạ. Và đây được xếp vào loại một chứng tâm thần, bởi vì nó không có thể phát hiện được những cái bệnh lý thực thể và không khám được. Và nhiều bác sĩ họ bị nhầm lẫn giữa việc là hysteri và một bệnh lý khác, họ không phát hiện được. Nhưng mà cái hysteri nó chỉ liên quan đến tâm lý mà thôi, là những cái biểu hiện ví dụ như là ngất xỉu hoặc là cái trạng thái họ lệ thuộc người khác quá mức. Và thường cái tỷ lệ này nó chiếm ở nữ cao hơn rất nhiều so với nam. Bình thường thì cái tỷ lệ này theo nghiên cứu nó có thể chiếm 10 trên 1, tức là có 10 người thì 9 người là nữ rồi, nữ chiếm đại đa số. Cho nên có những người họ gọi bằng cái từ, xin lỗi nếu mà nói là đây có lẽ là hơi khó nghe cho những người là giới nữ. con sẽ inbox sau ạ. Và cái biểu hiện của cái loại bệnh này đó là họ hay bị ngất xỉu và có thể là bị hội chứng đám đông, có thể ngất xỉu một người vài người và có thể là ngất xỉu nguyên cả một đám đông theo hiệu ứng đám đông. Và có những trường hợp ví dụ như là trong một cái buổi ca nhạc gặp một thần tượng, hoặc là họ gặp những ai đó họ yêu mến đặc biệt, hoặc là họ gặp những cái người mà họ muốn được chăm sóc thì họ thường ngã bệnh và họ bị ngất xỉu, mà họ thường chọn nơi để ngất xỉu chứ không phải nơi nào họ cũng ngất xỉu được. Nếu mà ngất xỉu theo dạng bệnh lý, tức là cái tình trạng mất tri giác trong một thời gian do vấn đề về cơ thể, do vấn đề về vật lý, về thể lý, ví dụ như là họ bị thiếu máu hoặc là hạ đường huyết hoặc là hạ canxi huyết vân vân, thì cơ thể của họ ngất xỉu đi, đó là một cái dấu hiệu cảnh báo là cơ thể họ không ổn. Hoặc là cái vấn đề về sinh hóa cơ thể không ổn thì họ bị ngất xỉu, mất tri giác trong một thời gian. Nhưng mà đối với loại bệnh hysteri này thì họ cần một điều khác, đó là được quan tâm và được chú ý, chứ không phải là một bệnh lý xét về mặt cơ thể. Và thậm chí người ta còn không xếp đây là vào một dạng bệnh lý và nó thuộc về dạng tâm thần. Thì ông làm việc với cái nhóm đối tượng này, và sau 10 năm từ năm 87 đến năm 97, qua cái công việc nghiên cứu và làm việc với những cái người đến với mình gọi là thân chủ đó, thì dẫn đến việc ông phát triển cái ngành của mình gọi là ngành phân tâm học. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một số cái luận điểm của ông liên quan đến phân tâm học. Chúng ta sẽ nói một cách rất là đơn giản và ngắn gọn về cái lý thuyết của ông thôi. Giờ đây có một số người có comment ạ. Đó là những cái triệu chứng liên quan đến người bị bệnh hysteri ạ. Ví dụ như là họ tìm sự chú ý, họ cần được sự quan tâm, rồi xảy ra những người mới lớn vân vân, những người có nhân cách yếu thì họ thường mắc cái chứng này. Và các sơ cũng có thể thấy được những trường hợp này vẫn có trong cộng đoàn của mình đấy ạ, chứ không phải là không có đâu ạ. Không phải là chỉ xảy ra với những cái người mới lớn đâu, mà những người lớn rồi cũng mắc, và có thể là mắc kéo dài đấy, không chịu dứt điểm được. Và có những trường hợp nó gọi là cái hòn hysteri. Ví dụ như là họ tự nhiên họ thấy một cái cục gì vướng ở cổ của mình và nuốt không được, nuốt không trôi. Và mỗi khi mà họ gặp căng thẳng, gặp stress hoặc là họ thiếu sự quan tâm vân vân thì họ cảm thấy là bị cái triệu chứng đấy, mà nuốt không trôi, mà thực sự không có cái cục gì ở nơi cổ của mình hết, thì nó gọi là cái hòn hysteri. Hoặc là những trường hợp mà mình lệ thuộc quá mức vào sự chăm sóc của bề trên, vào những người mình quan tâm, người quan trọng, và một khi mà người đó không còn làm bề trên nữa, hoặc là khi mà cái chị em thân thiết của mình chuyển đi chỗ khác thì mình sụp đổ, không thể chịu đựng được, và có thể xảy ra những tình trạng mà phải can thiệp. Và đó là những cái triệu chứng lệ thuộc rất là mạnh. Và có một cái câu chuyện khá là thú vị, nếu mà ở đây có sơ nào đọc cái cuốn Cuộc Đời Đáng Sống sẽ thấy trong đó có một cái câu chuyện ở cái bang gì Los Angeles ở Mỹ.
thì có một cái trường hợp đó là cách đây nhiều năm thì có một cái trận động đất xảy ra ở cái vùng đất đấy. Và người ta phát hiện ra rằng có mấy chục người đã đứng dậy và chạy. Và mọi người có thể hình dung được những người đứng dậy chạy này là những người đã từng nằm liệt giường trong một thời gian dài và lệ thuộc sự chăm sóc bởi những người thân trong gia đình. Mọi người có thể hình dung được vấn đề không ạ? Tức là họ đã nằm liệt giường một thời gian dài và được người thân và những người yêu mến mình chăm sóc trong suốt một thời gian đấy. Và khi trận động đất xảy ra ở cái bang đó thì có một số người trong đó đã đứng dậy và bỏ chạy. Và mọi người có thể hình dung được vấn đề là gì ạ? Họ lệ thuộc quá mức vào người chăm sóc. Hoặc là có những người họ luôn luôn cần cái người thân của mình ở bên cạnh. Ví dụ như là mẹ của mình, chị của mình, hoặc là một chị em nào đó trong cuộc đoàn của mình. Và nếu thiếu vắng họ có nghĩa là tôi sẽ chết mất. Đây có thể xếp vào một cái dạng nhu cầu gọi là nhu cầu được chăm sóc, nhu cầu được yêu thương. Nhưng mà cũng có thể rơi vào một cái hội chứng khác. Thì ông làm việc với những con người này và ông tập trung vào việc khai thác xem là cái điều này nó đến từ đâu, nó đi từ đâu mà đến, nguồn gốc nó nằm ở đâu. Và cái việc truy nguyên về quá khứ gọi là đào để tìm gốc rễ nó ở đâu thì nó là cái công việc của phân tâm học. Thực ra nói về phân tâm học thì ngày xưa giáo hội mình cũng không thích nói lắm. Bởi vì như các sơ vừa chia sẻ lúc nãy đó, nói đến phân tâm học là nói đến cái gì đó rất là tính dục. Hoặc là nói đến cái gì đó nó gọi là nó rất là con chứ không phải là người. Nhưng mà đây là những gì mà Sigmund Freud chú trọng đến. Ông nói rất nhiều đến vấn đề tính dục. Ông nói rất nhiều đến vấn đề vô thức, đến bản năng. Và ông nói đến những cái gì là phần con chứ không phải là phần người. Nhưng mà một cái sai lầm của mình đó là quên đi phần con hoặc là đè nén phần con lại. Và bắt là mình phải là người hoặc là thánh. Nhưng mà mình đã bỏ quên một cái khu vực rất quan trọng và chiếm phần đại đa số, đó là phần con mà mình không nói tới, nhưng mà ông là người nói tới. Và mình sẽ thấy một sự thật, đó là mình luôn luôn sống với một phần con trong người. Tại vì mình là con người, mình cũng có những cái nhu cầu của mình, những vấn đề của mình, những cái khao khát của mình, những cái trục trặc của mình vẫn còn nguyên đấy, đúng không ạ? Mặc dù mình đi tu, đúng không ạ, mình vẫn nói những chuyện về thánh thiện, về tâm linh, đúng không ạ? Đó là cái phần thượng đẳng của con người. Nhưng mà phần hạ đẳng tại sao mình không nói tới? Và có thể mình cần phải làm việc và xây dựng con người của mình trên cái phần con người trước, trước khi mình nói đến chuyện về thánh nhân. Nếu mình có những trục trặc bất ổn về mặt nhân bản, về mặt con người, thì làm sao mình có thể nói đến những vấn đề về thánh nhân, đúng không ạ? Tất nhiên sẽ có nhiều quan điểm liên quan đến điều này, nhưng mình đang nói theo cái góc nhìn của Sigmund Freud. Và chút nữa con sẽ nói cho tất cả mọi người về một số câu chuyện liên quan đến những vấn đề mà chúng ta đã không xử lý, không làm việc liên quan đến vấn đề con người. Vậy thì lý thuyết, quan điểm, luận điểm căn bản của phân tâm học mà Sigmund Freud đề xướng là gì? Thứ nhất, đó là tâm lý và hành vi con người chủ yếu bị chi phối bởi yếu tố vô thức. Vô thức rất lớn, và chút nữa mọi người sẽ thấy được cái khoảng vô thức chiếm bao nhiêu phần trăm trong con người của mình. Và cái vô thức này mà Sigmund Freud nói đến đó là các xung năng tính dục, xung năng tính dục, bản năng tính dục, các ham muốn, các động lực và các xung đột nội tâm. Và ông nói rằng chủ yếu các hành vi của con người được xoay quanh, bị chi phối bởi những cái sự vô thức này. Và chúng ta lưu ý đến cách mà Sigmund Freud nhắm tới, đó là bản năng tính dục, đó là những ham muốn, đó là những động lực và xung đột trong nội tâm của mình. Và đó là cái nguồn cội gây ra những cái hành vi của mình có lúc này. Hay nói cách khác, đó là những hành vi biểu lộ ra bên ngoài của mình. Mình cần phải truy nguyên nó về cái gốc. Đó là cái xung năng, đó là cái tính dục, đó là cái sự ham muốn, đó là cái bản năng, là sự xung đột bên trong. Đó là cách tiếp cận của ông. Cái thứ hai, những xung đột nội tâm không được giải quyết, hoặc là những ham muốn, những nhu cầu không được thỏa mãn, sẽ dồn nén vào vô thức và có thể tạo ra những hành vi bất thường hoặc là rối loạn, hoặc có thể là gọi là nhiễu tâm hoặc là bệnh lý. Và những cái loại bệnh này nó không phải đến từ mặt rối loạn về cơ thể học, mà nó đến từ vấn đề bị dồn nén về mặt ước muốn không thể đạt được. Chút nữa chúng ta sẽ có ví dụ cho những cái luận điểm này. Thứ ba, các xung đột ham muốn, nhu cầu không được thỏa mãn từ thời thơ ấu sẽ ảnh hưởng đến cả giai đoạn trưởng thành, và có thể là nguyên nhân gây ra rối loạn tâm lý. Tức là nó không hết, nó không dừng lại,
với những cái chi phối đấy, với những cái xung năng bị đè nén đấy, với những cái nhu cầu không được thỏa mãn đấy, nhất là thời tuổi thơ, thì nó không dừng lại mà nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên nhân cách, trên hành vi, trên thái độ, trên lối sống của một người trưởng thành, và có thể tới chết vẫn chưa hết. Các sư có bao giờ nghe câu chuyện đó là có một sư nằm ở trong nhà hưu và gần chết rồi, khi mọi người đến thăm thì sư quay lưng không gặp ai hết, hỏi sư muốn cái gì, bây giờ sư muốn cái gì, các sư có hình dung được sư trả lời gì không ạ? Mày lấy chồng cho tao. Các sư hình dung được không ạ? Tất nhiên đây không phải là trường hợp cho tất cả mọi người, nhưng mà cái điều muốn nhắm tới đó là những gì đè nén hoặc những cái gì nó đang bên trong của mình, những cái nhu cầu căn bản tự nhiên mà mình không làm việc thì bây giờ nó sẽ trồi lên một lúc nào đó và nó sẽ ảnh hưởng cho tới chết chưa hết, đúng không? Và mọi người sẽ thấy rằng là ngay cả cái lúc mà mình sắp lìa đất xa, gọi là gần trời xa đất rồi đó, mình vẫn có những cái nhu cầu của mình. Có những người các sư có thể hình dung được không, đó là họ sắp tắt thở rồi mà họ vẫn cảm thấy buồn phiền trong lòng, họ chuyện gì vậy, kêu là mùa dịch này mà mình chết không biết là có được bao nhiêu người đi đám tang, đúng không? Mặc dù họ phải đối diện với nhiều thứ lớn lao hơn, với nhiều thứ căng thẳng hơn, nhưng mà họ bận tâm về một điều đó là mình chết như vậy không biết là có ai biết mình chết hay không. Và các sư sẽ hình dung những cái người mà nằm trong cái phòng hồi sức cấp cứu, những cái người mà đang sắp chết vì Covid, họ đang đối diện với điều đó là cô đơn, đúng không ạ? Rất cô đơn, bởi vì không ai bên cạnh họ hết, không có người thân bên cạnh, và cái nhu cầu họ vẫn còn. Cái lúc đó họ có thể lo rằng mình bị chết và họ đối mặt trước cái chết, nhưng mà đó không phải là điều duy nhất, họ đối diện với một vài cái khác. Ví dụ như có ai biết tôi chết không? Ai là người bên cạnh tôi trong lúc này đây? Có rất nhiều thứ, đúng không ạ? Cho nên đó là những nhu cầu về mặt con người thôi ạ. Mình đã nói với nhau một cái đề tài liên quan đến các nhu cầu của con người, nhu cầu thể lý và tâm lý rồi ạ. Và những cái nhu cầu mình đang nói đến còn nhiều hơn như vậy nữa. Và nếu mình không có những cách thỏa mãn hoặc có những cách để mình siêu việt nó đó, thì nó vẫn ảnh hưởng tới mình tới lúc trưởng thành và tới lúc chết, vẫn chưa hết. Nó vẫn còn đó, không tự nhiên nó hết được. Thì đó là cách lý luận của Sigmund Freud. Và đó là cái nguồn cơn gây ra những rối loạn về tâm lý. Những cái điều chưa thỏa mãn được, nó vẫn là nguyên nhân, là nguồn cơn của những cái trục trặc hiện tại. Và đó là lý do tại sao mà ông quan tâm rất nhiều đến những cái yếu tố chung quanh cái người đấy. Ví dụ như là gia đình của họ, tuổi thơ của họ, những cái người thân thiết với họ, trường học, bạn bè, anh chị em, vân vân, sẽ ảnh hưởng rất nhiều trên cách hành vi, cách ứng xử, cách hình thành nhân cách và những vấn đề trục trặc của họ hiện tại. Và ông nói rằng những hành vi bất thường chỉ là áo khoác thôi. Tức là khi mà nhìn thấy những hành vi biểu lộ qua một ai đó thì nó chỉ là áo khoác thôi, chứ nó không phải là vấn đề. Và nó là áo khoác bên ngoài của các xung đột bên trong. Các cá nhân luôn tìm cách che đậy các ham muốn, bản năng và các xung đột nội tâm bằng các cơ chế phòng vệ. Mình sẽ nói về các cơ chế phòng vệ ở bộ thứ ba. Và đó là một cái cơ chế rất tự nhiên mà Chúa sắp đặt cho mình có, để cho mình không bị sụp đổ, cái tôi của mình không bị sụp đổ, và mình có thể chống chịu lại những hoàn cảnh trong lúc đó. Và ông nói rằng là những bên ngoài nó chỉ là manh mối thôi, chứ nó không phải là vấn đề. Ví dụ bên ngoài một người bỏ ăn, đúng không ạ? Thì cái bỏ ăn này không phải là vấn đề. Vấn đề của anh không phải là vấn đề bỏ ăn, mà vấn đề của anh đó là tại sao anh bỏ ăn. Và công việc của phân tâm học đó là truy nguồn về, truy nguyên, truy gốc. Điều gì làm cho anh ra như bây giờ? Điều gì làm cho anh có hành vi như hiện tại? Ví dụ hành vi của một em thí sinh chẳng hạn là thích gây hấn. Tức là nói chuyện chỉ được hai câu thôi, và câu thứ ba là nói chuyện bằng tay. Có thể dùng bạo lực, hoặc là dễ cáu gắt, dễ chấp nhất, khó quên một vấn đề, vân vân. Thì đấy là những biểu hiện bên ngoài mà tâm lý học gọi là hành vi. Hành vi, thái độ, cách ứng xử của một người. Và theo góc nhìn của Sigmund Freud thì đây là những cái dấu chứng, đây là những cái manh mối để lần xem em này có bị trục trặc gì vậy. Tức là
cách nhìn của ông không phải nói rằng vấn đề của em đó là nóng tính. Không, vấn đề của em đó là truyền nguyên về quá khứ. Ví dụ em này có một cái tính gây hấn rất là cao, thì người ta sẽ tìm xem là em có cái tính gây hấn này bắt đầu từ lúc nào, nó được định dạng từ lúc nào vậy, em tương quan như thế nào với cha mẹ của mình, cha mẹ của mình ra sao trong gia đình của mình, chị em đối xử với mình như thế nào. Thì người ta sẽ tìm ra rằng là trong gia đình khi mà lớn lên thì cái em này được bố mẹ phân biệt đối xử và có những hành vi bạo lực, đánh đập, lạm dụng, vân vân. Thì em này có cái sự phản ứng rất là gay gắt, và khi em phản ứng thì không hiệu quả, bởi vì em không thể phản ứng lại được với những người khỏe hơn mình, có quyền hơn mình. Và em chuyển cái năng lượng này qua một việc khác, đó là hành hung bạn bè của mình ở tại lớp. Và em trở thành một cái người gọi là bắt nạt người khác. Và em cảm thấy rằng đó là cách để mình có thể tồn tại, và đó là một cách để mình có thể chứng tỏ bản thân của mình. Và em có cái thói quen này cho tới lúc này, cho tới khi bước chân vào nhà giáo, em vẫn như vậy. Cho nên cái vấn đề của em không phải là vấn đề nóng nảy với chị em đây, mà vấn đề của em đó là bị đối xử bạo lực trong gia đình của mình. Và họ truy nguyên về đấy. Hoặc có những em thì luôn luôn cảm thấy rằng mình bất ổn, luôn luôn cảm thấy mình thua thiệt với người khác, luôn luôn so sánh mình với người khác, luôn luôn cảm thấy thất vọng về bản thân của mình. Và trước khi làm một điều gì đó thì suy nghĩ quá nhiều và không có khả năng quyết định, hoặc là quá lo lắng về điều người khác có thể nói về mình và sợ không dám nhận trách nhiệm. Thì đây là những biểu hiện bên ngoài mà Sigmund Freud gọi đây là chỉ là manh mối thôi, chứ không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ khác. Và ông bắt đầu truy về xem là em này sống như thế nào trong gia đình của mình, lớn lên như thế nào trong gia đình của mình. Thì họ phát hiện ra rằng là em này bị bố mẹ so sánh với con hàng xóm. Và cái sự so sánh này kéo dài cho tới khi em học cấp 3. Tức là bố mẹ luôn luôn lặp đi lặp lại cái thông điệp là mày là đồ ngốc, mày ngu như con lợn, hoặc là mày là đồ vô tích sự, hoặc là mày nhìn con hàng xóm mày kìa, chừng này tuổi nó đã kiếm ra tiền cho bố mẹ rồi đấy. Ngôn ngữ giới trẻ bây giờ nó hay có cái câu bắt trend, đó là mang tiền về cho mẹ. Thì trong những cái trường hợp mà bị bố mẹ so sánh và coi thường như vậy thì em cảm thấy mặc cảm về bản thân và cảm thấy rằng mình thua thiệt so với người còn lại, mình tệ hơn, mình dở hơn, mình kém hơn, mình ngu hơn. Và sau này em đi vào nhà dòng thì em vẫn bị một cái ảnh hưởng như vậy, và em cảm thấy rằng mình luôn luôn thua cuộc, mình luôn luôn thất bại, mình luôn luôn không bằng người khác, và em trở nên một người khép kín và sợ sệt. Và những cái vấn đề mà tỏ ra bên ngoài này nó không phải là vấn đề, mà cái vấn đề ở chỗ đó là em bị một cái trong tiếng Anh nó gọi là rejection, tức là bị loại trừ, loại trừ, bị so sánh. Và vấn đề của em đó là bị loại trừ. Và cái core issue, tức là cái cốt lõi của vấn đề của em, nó gọi là vấn đề của thiếu lòng tự tôn, hoặc là thiếu lòng tự trọng, hoặc là thiếu lòng tự tin. Mình đã có lần nói về chủ đề này rồi. Đó là cốt lõi của vấn đề và cái gốc của vấn đề. Còn những cái bên ngoài mình thấy đó là những cái áo khoác, hay đó chỉ là triệu chứng, là manh mối thôi, chứ nó không phải là vấn đề nào ở đó. Cho nên cái công việc của phân tâm học đó là truy nguồn, tìm về gốc. Và Sigmund Freud nói rằng một khi các xung đột hay ham muốn, nhu cầu vô thức trở nên được ý thức thì các rối loạn tâm lý sẽ dần mất đi. Và đây là cách mà ông sử dụng trong trị liệu, tức là ông sẽ giúp cho cái thân chủ của mình bới móc ra, tìm vấn đề, khui ra, đào bới lại để tìm xem cái vấn đề của mình thực sự là cái gì vậy. Thì khi mà họ đưa cái điều này lên mặt ý thức, tức là họ có thể thấy được nó, đặt tên được nó, đọc được vấn đề, thì tự nhiên vấn đề của họ sẽ giảm bớt đi, đúng không ạ? Ví dụ có một trường hợp họ đến với nhà tâm lý và họ cho rằng là mình có một cái lỗi gì đó rất là nặng và không thể tha thứ được cho bản thân của mình, và họ cảm thấy rằng mình bất xứng trong ơn gọi. Tất nhiên ai cũng sẽ cảm thấy mình bất xứng thôi trước một lời mời gọi, nhưng mà họ cảm thấy một cái điều đó là rất mặc cảm với bản thân của mình và cảm thấy mình không xứng đáng trong cái ơn gọi thánh hiến. Vậy thì mình có xem đây là một vấn đề hay không? Đây là những biểu hiện mang tính manh mối, chứ nó không phải là kết luận của một vấn đề. Đó là em cảm thấy
mặc cảm trong đời tu. Chưa phải. Nhưng mà theo cái góc nhìn của phân tâm học, đó là cần phải truy xem nó đến từ đâu vậy. Vậy thì khi mà họ bắt đầu đào lại vấn đề thì họ mới thấy rằng là cái nguyên nhân mà mang đến cái cảm giác này, đó là cái kinh nghiệm về việc liên quan đến tính dục. Tức là cái em này trong cái quá trình lớn lên, trong mức khoảng 4-5 tuổi, con gái thì thường là họ rất là nhạy bén về những cái điều này, tức là họ phát triển sớm hơn nam giới một chút, thì họ có thể nhận thấy rõ hơn và nhanh hơn những vấn đề liên quan đến tính dục đó. Thì trong cái khoảng 4-5 tuổi thì họ nói rằng là họ có một cái việc mà họ làm mà làm cho họ bây giờ nghĩ lại xấu hổ. Đó là họ hay đến nhà hàng xóm chơi, và hàng xóm cũng hay qua mình chơi, và đó là một cái bé trai bạn của mình cùng lứa tuổi, cũng mức 4-5 tuổi. Và cái việc họ thường xuyên làm trong cái thời gian đó, đó là tuột quần xuống để xem bộ phận sinh dục của nhau. Và cái lúc đó thì không vấn đề gì, họ không hề có một cái ý tưởng gì hết về tội lỗi. Nhưng mà sau này họ lớn lên và họ bắt đầu nhớ lại cái sự kiện đó, và họ nói rằng là mình đã phạm một sai lầm lớn, và cái này gọi là cái tội liên quan đến đức khiết tịnh, và nó làm cho mình cảm thấy bất xứng trước mặt Chúa, bởi vì mình đã nghịch chim của nhau, mình đã xem bộ phận sinh dục của nhau, đã đụng chạm vào bộ phận sinh dục của nhau, vân vân. Họ cảm thấy rất là mặc cảm về điều này, và cho tới bây giờ tu và khấn trong nhà dòng của họ vẫn cảm thấy điều này. Vậy thì vấn đề nó là cái gì vậy? Nó không phải là cái vấn đề của em này là em có mặc cảm trong ơn gọi, nhưng mà mặc cảm vì cái gì, nó đến từ đâu? Thì nó đến từ cái câu chuyện này. Vậy thì em cần được giúp để hiểu ra rằng nó không phải là tội lỗi gì hết, mà đó là một trong những cái tiến trình phát triển bình thường trong việc khám phá về tính dục. Tức là đến cái độ tuổi 4-5 tuổi, theo cái nhìn của Sigmund Freud, đó là cái độ tuổi của cái việc tính dục, khám phá tính dục và tìm kiếm về cái giới của mình. Và họ thường có cái đặc điểm đó là khám phá về tính dục, khám phá về bộ phận tính dục của mình và của người khác, để nó xác định được là giới tính của mình là gì. Và đó cũng là cái thời gian mà bắt đầu nó nhen nhúm lên những cái liên quan đến tính dục. Nhưng mà lúc đó họ chưa có cảm xúc về tính dục ạ. Họ đang trong tiến trình khám phá thôi. Và nó không có gì sai đối với các cái bé trai hoặc bé gái ở trong thời điểm đó. Vậy thì vấn đề của cái giờ này đó là gì? Đó là dùng cái đầu trưởng thành của mình để phán xét cho một đứa trẻ. Mặc dù một đứa trẻ nó chưa hề có những cảm xúc về mặt tính dục, và bây giờ người lớn mới có. Và người lớn dùng cái đầu của người lớn để phán xét một đứa trẻ, cho nên đó là việc sai, việc không đúng, việc không công bằng với bản thân của mình. Đúng không? Và cái người này nhận ra được vấn đề. Đó là những gì, đó là cái tiến trình nó lớn lên của trẻ, và đó là một sự khám phá, và đó là cái cách phản ứng của một đứa trẻ, và nó không có tội lỗi gì hết. Thì khi họ nhận ra được vấn đề này, tức là được khơi lên ý thức, được lôi lên, được đào bới lên, được thấy trước mặt, đặt tên được cho nó, thì tự nhiên người này cảm thấy bớt tội lỗi, bớt mặc cảm, cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy dễ tha thứ cho bản thân mình hơn, cảm thấy đón nhận bản thân mình hơn, và cảm thấy rằng mình cũng không có cái lỗi gì trước mặt Chúa, tại vì căn bản đó là mình không có cố ý như bây giờ. Vậy thì đặt thêm một câu hỏi nữa, bây giờ sơ bao nhiêu tuổi rồi? Sơ 30 tuổi rồi đúng không? Bây giờ sơ về nhà, sơ gặp cái người bạn đó, sơ còn muốn chơi cái trò này nữa không? Không. Vậy thì vấn đề là gì? Bây giờ mình đã lớn, đã trưởng thành, và mình có cách ứng xử của người trưởng thành. Và khi mà người này thấy được vấn đề rồi thì tự nhiên vấn đề của họ sẽ vơi đi, nó bớt đi. Tức là họ xử lý được vấn đề. Và cái công việc mà cái người điều trị làm đó là giúp họ để đào lên, để thấy được vấn đề nó là cái gì. Và khi họ thấy được rồi thì nó sẽ nhẹ đi. Đó là cách nhìn của Sigmund Freud về phân tâm học. Cho nên ông nói rằng đánh giá và điều trị tâm lý cần nhận diện, phân tích các khía cạnh bị che khuất của hoạt động nội tâm trong vô thức, các ham muốn bản năng, các cơ chế phòng vệ, để giúp cho cá nhân đó giải mã cái hành vi từ bên ngoài. Các hành vi mà mình có từ bên ngoài nó đến từ đó, và mục đích đó là có thể làm giảm đi, mất đi, hóa giải những nỗi đau do các hành vi rối loạn đó gây ra. Và đó là cái lý thuyết, đó là cách tác động của ông trong việc chữa trị những cái bệnh nhân của mình liên quan đến thuyết phân tâm học. Tới đây không biết là
Các sư có muốn chia sẻ gì thêm không? Hoặc là đặt một vấn đề gì đó. Có ai có câu hỏi hay là một vài chia sẻ, một vài thắc mắc gì không ạ? Dạ, nếu không thì mình sẽ đi tiếp ạ, tại vì chắc chắn là sẽ rất là dễ hiểu đúng không ạ? Mình nói đến phân tâm học thì mình cảm thấy là khó hiểu, nhưng khi mà mình bắt đầu nói chuyện với nhau thì có thể như là vấn đề nó nhẹ đi, nó dễ đi đúng không ạ? Nó đơn giản thôi nhưng không khó như mình nghĩ đâu đúng không ạ? Rồi mình sẽ có một vài tóm tắt để mình có thể hiểu được những cái định đề, những cái luận điểm căn bản của phân tâm học. Thứ nhất, đó là ý tưởng chủ đạo của phân tâm học. Ý tưởng chủ đạo của nó đó là niềm tin cho rằng tất cả mọi người đều sở hữu những suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn, ký ức nằm sâu trong vô thức. Và theo cách nhìn của ông thì chủ yếu liên quan đến bản năng tính dục, những ham muốn, những xung đột nội tâm. Và bằng cách chuyển những nội dung vô thức này sang vùng ý thức, đặt tên được, thấy được nó thì người ta sẽ trải nghiệm được một sự thanh tẩy tâm trí và hiểu sâu sắc về trạng thái tâm lý hiện tại của bản thân. Và qua quá trình này thì con người ta sẽ có thể tìm thấy sự giải thoát khỏi những sự khó chịu và vướng bận về mặt tâm lý. Hay chúng ta có thể nói một cách đơn giản là như vậy. Chúng ta cố gắng truy nguyên về gốc xem vấn đề nó là cái gì, gốc rễ của nó là cái gì, và giúp cho họ đưa lên mặt ý thức, tức là thấy được vấn đề, đặt tên được vấn đề, nhìn rõ được vấn đề mình là gì. Và từ đó họ sẽ cảm thấy được thanh tẩy về mặt tâm trí, cảm thấy được nhẹ nhàng và có thể giải quyết dần vấn đề của mình. Thì đó là cái cách lý luận của phái phân tâm học. Và bây giờ mình sẽ khai thác. Các sư có sư hỏi rằng là bệnh này có bị di truyền không? Không biết là bệnh gì sợ sư Ngọc Bích ạ? Bệnh gì vậy ạ? Dạ thưa thầy, bên cái bệnh viện Historia gì, thầy Dạ. tại vì cái đó em thấy rằng là ví dụ như là cái nhu cầu nhiều khi là tức là từ khi ở nhà hay là khi vô trong nhà dòng, tức là cái triệu chứng đó nó mới có thầy, thì tức là thầy chia sẻ thêm cho chúng em về cái phần đó. Dạ em cảm ơn thầy. Theo các sơ nghĩ thì bệnh này có thể lây không ạ? Mình cho ý kiến đi ạ. Ở trong khung chat này có người cho là không rồi ạ. Bệnh này không lây truyền ạ. Sơ Nguyễn Võ chia sẻ là có lây. Sơ Sơ Nguyễn Võ có thể chia sẻ hơn một chút được không ạ? Lây như thế nào ạ? Dạ thưa thầy, thì ở đây lây ở đây không phải là như mình lây qua đường ăn uống hay là lây qua đường hô hấp, nhưng mà con thấy giống như có một cái mà giống như gọi là bắt chước nhau ấy. Con thấy như trong tập thể mà nhất là con thấy nó rơi vào các em mới vào tập tu, mới thay đổi môi trường. Thì còn cũng có thể là khi thấy một người nào đó, có thể được cái em đó nó cũng có trong một cái tiềm thức nào đó, nhưng mà bình thường nó không phát ra, nhưng mà đến khi nó thấy có một người nào đó thì nó cũng và làm theo luôn, và lại thấy có một người một một em khác bị rồi có bề trên chăm sóc hay là như thế nào, thế là em kia nó cũng bị luôn. Thì con thấy như vậy và con đã chứng kiến là có những lúc nó bị một loạt, các em nó bị một loạt, năm sáu bà em cùng một loạt luôn. Thì con theo con nghĩ cái lây là lây theo kiểu như vậy chứ. Cảm ơn sơ. Bệnh này thì nó không có lây nhiễm, nó không có lây truyền, nhưng mà nó có tính hiệu ứng và nó có thể diễn ra trong một đám đông và có thể gặp hiệu ứng gọi là hiệu ứng domino, nó có thể lây lây theo cái hình dạng đấy. Nó là cái hiệu ứng của đám đông, nó có thể theo cái hình dạng đấy. Và có người hỏi rằng là câu hỏi là gì ạ? Tại sao bệnh này lại xảy ra ở nữ nhiều hơn nam? Thì người ta có một cái lý luận trong số nhiều lý luận, đó là tại vì cái bệnh này nó sẽ liên quan nhiều đến gọi là nhân cách yếu. Tức là những ai mà có nhân cách yếu thì thường họ sẽ dễ bị cái bệnh này hơn. Tại vì căn bản đó là cái bệnh này nó liên quan đến cái mặt về về tâm thần, về sức khỏe tâm thần. Và thường phụ nữ thì họ sẽ dễ nghiêng theo chiều cảm tính hơn, và sức khỏe về
sức khỏe về mặt tâm lý hoặc là cái nhân cách yếu thì thường sẽ rơi vào nữ nhiều hơn. Cho nên cái tỷ lệ của nữ mắc rất nhiều. 11 người thì nữ tới 10 người rồi. Và người ta dùng một cái từ cho cái bệnh này khác, nhưng mà nó không phải là từ chính thống, cho nên là con sẽ không nói ở đây ạ. Nhưng mà khá là thiệt thòi cho người nữ. Dạ, mình còn có hỏi gì thêm không ạ? Dạ thưa thầy, thầy cho chúng con cái phương cách để mà ví dụ như là có các em hoặc là các chị em trong nhà để mình có một cái cách thức nào đó mình giúp cho những cái người đó đó thầy. Vâng, thầy cứ nói để chúng con hiểu hơn thêm tí. Dạ, cảm ơn sư. Thực ra cái nguyên tắc về giúp đỡ những người này á, thì mình cũng có thể sử dụng một phần của cái phân tâm học này, nhưng mà người ta cũng có thể áp dụng thêm một số cái thuyết khác, nó gọi là thuyết về nhân văn ấy. Mình có nói về nhân văn cái khóa trước đúng không? Tức là mình khơi dậy trong họ một cái nội lực, một cái sự phấn đấu, một cái sự cố gắng, một sự tìm ý nghĩa cuộc sống của họ, và họ phải là cái người để vực dậy họ chứ không phải là người khác. Tức là giúp cho họ bớt cái sự lệ thuộc đó đi và họ bắt đầu tin vào cái khả năng của họ dần lên. Và mình vẫn ân cần và chăm sóc họ nha, chứ không phải là mình bỏ bê, tại vì họ chưa có sức để chịu nổi. Cho nên mình vẫn phải ân cần, nhưng mà không quá ủy mị. Mọi người có thể hình dung được điều đó không? Có thể ân cần chăm sóc họ và cho họ buông dần, tự lập dần, và học cách để thích nghi với cuộc sống dần, bớt lệ thuộc dần, và tránh sự ủy mị. Ở đây có sư Nguyễn Võ là có chia sẻ là giúp họ nhận ra giá trị của bản thân. Đây cũng là một cách ạ. Tức là họ nhận ra rằng mình cũng có thể làm được, mình cũng có giá trị, mình vẫn có nội lực, mình vẫn có thể cố gắng được, chứ không hoàn toàn là lệ thuộc như vậy. Cho nên mình có thể ân cần giúp đỡ họ từ từ và cho họ khẳng định từ từ, cho họ bớt lệ thuộc dần và tránh sự ủy mị ướt át. Họ rất thích cái sự ủy mị ướt át. Thì mình có thể bớt dần cho họ, chứ còn không thể ngay lập tức mà hết được ạ. Không đơn giản như vậy ạ. Nếu mà họ đã xếp vào cái hội chứng hysteria, họ vẫn ngất xỉu thường xuyên đó. Và nếu mà trong cộng đoàn mình gặp người này trong cộng đoàn thì mình cũng cần phải có cách ứng xử phù hợp. Khi mà cái người chị em đó mà đi vắng nhà thì họ sẽ bị bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu, ai đưa đồ ăn lên cũng không ăn, bỏ cơm, có thể bỏ cơm 2-3 ngày, có thể bỏ cơm 4-5 ngày, cho tới khi người đó về tự nhiên khỏe lại và đi lại bình thường. Đúng không? Và có thể có những người như vậy trong cuộc đoàn của mình chứ không phải là không. Và mình phải xem đó là vấn đề bệnh lý về cơ thể hay là về mặt tâm lý. Và mình cần phải có sự tương tác phù hợp là như vậy. Dạ, nếu không có chia sẻ gì thêm, mình có thể nghỉ giải lao một chút ạ. Mình nghỉ giải lao 5 phút, sau đó mình sẽ quay trở lại để nói thêm một chút liên quan đến các vùng tâm trí, sử dụng xung động vô thức và cái vô thức liên quan đến sự lựa chọn ứng gọi của mình ạ. Xin mọi người nghỉ ngơi và chúng ta sẽ quay lại sau 5 phút ạ.